phật tử đại bồ tát nên biết trong một lỗ chân lông thân như lai có tất cả số chúng sinh đồng với thân chư phật tại sao vì thân như lai thành chánh giác rốt ráo không sinh diệt như một lỗ chân lông khắp pháp giới tất cả lỗ chân lông cũng đều như vậy nên biết không có chút hư không nào mà chẳng có thân phật tại sao vì Như Lai thành chánh giác chẳng nơi nào mà không đến, tùy sở năng của ngài, tùy thế lực của ngài ngồi trên tòa sư tử dưới cội Bồ đề đạo tràng, dùng đủ thứ thân thành đẳng chánh giác, Phật tử đại Bồ Tát nên biết, tâm mình niệm niệm thường có Phật thành chánh giác, tại sao? Vì chư Phật Như Lai chẳng lìa tâm này mà thành chánh giác, như tâm mình tâm của tất cả chúng sinh cũng lại như thế đều có như lai thành đẳng tránh giác khắp cùng rộng lớn chẳng có chỗ nào mà không có chẳng lìa chẳng dứt không có ngừng nghỉ vào pháp môn phương tiện không thể nghĩ bàn phật tử đại bồ tát nên biết như lai thành tránh giác như vậy Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa này mà nói kệ rằng Tránh giác biết rõ tất cả pháp không hai lìa hai đều bình đẳng Tự tánh thanh tịnh như hư không ta với chẳng ta không phân biệt Như biển ấn hiện thân chúng sinh nhờ đó nói nó là biển cả Bồ đề khắp ấn các tâm hạnh bởi vậy nên nói là tránh giác. Ví như thế giới có thành hoại mà trong hư không chẳng tăng giảm, tất cả chư Phật hiện thế gian, bồ đề một tướng luôn vô tướng, như người hóa tâm hóa làm Phật. Hóa và chẳng hóa, tánh không khác, tất cả chúng sinh thành bồ đề, thành và chẳng thành, không tăng giảm. Phật có tam muội tên thiện giác, dưới cội bồ đề vào định này, phóng vô lượng quang đồng chúng sinh, khai ngộ quần sinh như sen nở. Như kiếp ba đời cõi chúng sinh hết thảy tâm niệm và ưa thích phát hiện thân đồng số như vậy, cho nên tránh giác tên vô lượng Phật tử, Đại Bồ Tát nên làm thế nào để biết được Như Lai ứng tránh đẳng giác chuyển bánh xe Pháp? Phật tử, Đại Bồ Tát nên biết như vậy, Như Lai dùng sức tâm tự tại, không khởi không chuyển, mà chuyển bánh xe Pháp vì biết tất cả Pháp luôn không khỏi, dùng ba thứ chuyển dứt điều nên dứt mà chuyển bánh xe Pháp vì biết tất cả pháp lìa biên kiến, lìa dục tế chẳng phải dục tế mà chuyển bánh xe pháp, vì vào tất cả pháp hư không tế, không có lời nói mà chuyển bánh xe pháp, vì biết tất cả pháp không thể nói, rốt giáo tịch diệt mà chuyển bánh xe pháp, vì biết tất cả pháp tánh niết bàn.